Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam thứ 6 ngày 22 tháng 3 năm 2024. Buổi chiều ngày hôm nay 21 tháng 3, lọc miền Nam trên kênh nó về được cái lọc, đó là cái con 32 ở trên đài Tây Ninh và cái con 31 ở trên đài Bình Thuận. Chúc mừng tất cả bà con đã tin tưởng và ủng hộ trên kênh. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày 22 tháng 3 trên đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, mời anh chị em cùng tham khảo. Tại Vĩnh Long mình dự đoán cái cặp 58-85, đài Bình Dương mình dự đoán cái cặp 0990, đài Trà Vinh mình dự đoán cái cặp 78-87. Anh chị em hãy tham khảo trong ngày 22 tháng 3. Chúc anh chị em có nhiều may mắn và tài lộc.